Soviet.vn, bán đích được gold bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Hello cho anh em, cú đêm đến hiện nay đây. Ngày hôm nay Môi Việt sẽ vác vào huyết ma thần ra trận. Đây là yêu cầu trong nhiều ngày của khá nhiều anh em muốn mua ba chơi vào huyết ma thần. Mặc dù cũng mới làm video clip vào rồi, nhưng mà khi anh em yêu cầu thì nó lại lên sóng thôi. Nếu các bạn muốn mình chơi con tướng nào, phong cách như nào, nhớ comment bên dưới. Mọi yêu cầu sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể nha. Violet, chơi tả thính đi, mình cơ động, mình có tốc biến mà. Ayala làm cái gì vậy trời, bắt whip không bắt, cứ chém vào mông mình thôi. Chắc thấy xinh, bé Veo nhập ma thì khác những Veo khác rồi, bởi vì nó quá trắng, nó quá đỏ và nó quá là hấp dẫn, thành ra bị la mê hoài thôi. Ôi thôi xong rồi, ôi whip kìa. Ăn một trưởng ở Lumber, rất may là mình câu kéo thêm một mạng của La chứ. Quả đó thì mình thua nhiều quá anh em ơi. Các bạn muốn... Uầy, chơi game. Ui, nó cứ phải gọi là cái gì nhở? Đã hay thì còn hên chứ. Đó, cứ phải gọi là như vậy thì mới có một clip bất tử và clip không bắt xin được. Ok, hên quá anh em ơi. Thực ra các bạn muốn chơi một con tướng đặc biệt là Vao khỏe thì các bạn nên biết Vao đầu game khỏe. Nó không hề yếu đâu. Nên là với chất tướng Lavin đầu game là mình ăn được hoàn toàn luôn. Ấy, tại sao lại hốc về sớm vậy? Câu thương sao? Vẫn có mạng của Lavin nha. SB thì mình chơi rất là tốt luôn. Khả năng khống chế đắp mộ chiều cuối tuyệt vời của bàn Doom. Và so kèo với Lumber thì nó cũng khá là cân thôi. Quan trọng ở đây là hai con AD nó khác nhau. Trong khi team mạng thì có lợi thế về mạng, vậy thì vào làm thế nào để có thể là bón thành cho team mạng? Thì cái điều đầu tiên là các bạn phải giữ vị trí để bán tốt, giữ vị trí farm tốt, không lên cao, không lộ sai. Đó là cái điều mà chúng ta rất dễ bị bắt. Ví dụ vừa rồi mình lên cao một tí thôi, nếu không có tốc biến là đi vào lòng đất rồi. Đấy, có tốc biến thì mới lên cao một tí, không thì cứ đứng sau mà bán anh đứng tít sau cho mình này. Đó, mình là người tàng hình luôn, không ai chạm vào mình này, không ai chạm mình, thế nào mình cứ được bắn từ đầu đến cuối anh em ơi. Nè, đánh nhau nãy giờ vẫn còn nguyên cái máu xíu nữa là có vừa xanh vừa đỏ rồi. Mình xin P anh em ơi, nó lại phải xanh rồi nha. Và với việc mà đầu game mình khỏe thì mình phải làm sao mình có vàng, mình có đồ, mình áp lực được con AD team bạn thì mình mới chơi Vao hiệu quả được. Còn nếu anh em chơi Vao đầu game mà các bạn farm hòa, farm hòa cũng được, nhưng mà anh em phải cố gắng làm sao farm tốt, chứ không có chuyện chơi Vao đầu game đã thọt thì các bạn sẽ phế cả trận thôi. Nên nhớ đây là vị tướng mạnh đầu game nha. Nên là cái việc Lumber muốn chơi là phải chơi luôn, xử lý thanh niên Lumber trước nha. Do hơi bởi vì Lumber vẫn chưa cơ động, còn bạn Lavin thì không. Uầy, Na hình như là chăm sóc cái lane này hơi kỹ nha. Kali nữa chứ. Uầy, đòi giết ai? Chậm... À không, nhanh 0.25 giây nữa thôi thì Na đánh thường được phải có mạng của mình. Nhưng mà rất tiếc, chưa đủ bạn ơi. Cố gắng nào. Cẩn thận bạn ấy có chiêu cuối nha. Ây da, biết ngay mà ơi. Quay xe. Chứ chạy thẳng về là chết nha. Nhiều khi các bạn né chiêu thì các bạn phải chạy ngược lại thì mình mới lừa tình được tướng địch. Nếu không là đi vào lòng đất luôn. Trận đấu thực sự gọi là trận đấu hên của Mô Việt. Bởi vì hai lần suýt chết bởi chiêu cuối của Kali rồi. Khi mà các bạn chơi Vao đầu game anh em xanh thì giữa game tất nhiên anh em cũng khỏe và cuối game càng khỏe hơn. Còn nếu anh em chơi bình thường thì đầu game anh em có thể khỏe, nhưng đến thời điểm giữa game anh em sẽ yếu đi một tí và cuối game anh em lại khỏe lên. Thế là muốn chơi mà khỏe từ đầu đến cuối thì các bạn lên. Đó là giữ vị trí thật là tốt nha. Đứng sau SP.
không nên thể hiện bản thân mình cũng có khả năng tấu gì ở xịn sò, đất chơi một đánh tường từ xa và không thể tướng địch ở đâu, đặc biệt team bạn có những con tướng sát thủ cơ động như Na, như Zuka. Không nên làm thế nhá, làm thế là dễ bị toang lắm anh em ơi. Anh em thấy team bạn không có động được của mình này, mình giữ vị trí tốt mà. Đó, cái kỹ năng quan trọng nhất khi các bạn chơi AD là giữ vị trí, chứ không phải là cái kỹ năng mà các bạn xài kỹ năng đội bắn làm sao, này xài chiêu cuối ra như thế nào, hay là sử dụng chiêu 2 sao cho nó bá, không có cái chuyện đó đâu. Bởi vì kỹ năng đó nó cực kỳ dễ, ai cũng có thể làm được nha anh em ơi. Ok, và còn bảng ngọc trang bị phù hiệu thì các bạn theo dõi bên dưới, ở phần mô tả có chi tiết bảng ngọc anh em nha. Bảng ngọc thì nếu mà anh em sử dụng phong cách cung tà ma thì anh em chơi ngọc sát thương chí mạng, còn nếu anh em chơi cái nanh thì anh em lên cái phong cách 16% tỷ lệ chí mạng nha, thì nó sẽ tối ưu hơn. Hoặc là lên nanh thì các bạn lên 16% tỷ lệ chí mạng thôi, à không, 16% sát thương chí mạng thôi, và 5 viên tỷ lệ chí mạng. Ok, hiện tại thì nó xanh không thể đỡ được rồi, không thứ gì cả nổi được rồi anh em ơi. Với phút thứ 7 nha, thời điểm này chính ra là mình đang yếu đi rồi, nhưng với cái khả năng auto như này thì tất nhiên là lỗi đem thì chơi kiểu gì sẵn bá anh em ơi. Tức địch bắn vào người mình thì như kiểu bắn vào con boss, còn mình bắn tức địch thì như kiểu đánh một con lính quen thôi. Đó, chưa cuối có mạng luôn. Ây da, ui, gấu chạy thoát cái thế nhở, nhưng mà gấu không về thì gấu chết nha gấu ơi. Lại mình tiếc cái tốc biến nhưng bây giờ mình xài nha bạn ơi. Ok, chính xác, cái gì anh em ơi, con Bio này thực sự nó vẫn khỏe, nó vẫn hợp meta và nó vẫn là một con tướng xạ thủ ngon. Bởi vì nó có cái chiêu cơ động và cái sát thương của nó là sát thương kỹ năng ngay đam tay đều là to, đặc biệt là Bio là vị tướng xạ thủ lợi đam tay là cái tốc đánh của Bio mặc dù bằng những con tướng xạ thủ khác ngoài màu đen, nó với màu đen là con tướng lợi đam tay, bởi vì 0,8 giây thôi anh em có thể tung được một đòn đánh thương, khác con tướng khác là mất 1 giây nha. Như vậy 100% tốc đánh của Vio sẽ đánh nhanh hơn những con tướng khác, nhìn như là anh em sẽ là lên đồ rất nhiều tốc đánh nhưng thực ra xíu thôi, một cái giày và một cái song đao bão táp thôi anh em ơi, vậy là đủ rồi. Ngon, đồng đội cover nhiệt tình như này, cứ đứng sau mình bắn từng đứa một, giữ xa vị trí của bạn Na ra, thế là mình được bắn thôi. Zuka này, ơi ui, lộn một phát, trời gần chết kìa. Ok, như vậy là ngon quá rồi, mình lên cái cung tà ma quên. Trận này dùng ngọc sát thương chí mạng anh em ơi. Thực ra kéo lấy game thì nhìn team mình có vẻ khỏe nhưng cũng khá là nguy hiểm, bởi vì cái con gấu và con Na đến mà lao vô, nhưng mà gấu trận này không được chơi game, may quá anh em ơi. Gấu gặp Omen, con Na gặp Vio, đúng là tắt điện. Thực ra Na ăn Vio cũng dễ mà, chẳng qua là bạn đấy không tìm thấy mình thôi, chứ tìm thấy là mệt phết nha. Ôi, yếu hết rồi à, thế thôi để mình ăn hơi cho, chắc chắn là chết hết rồi. Mới phút thứ 9 thôi mà, tôi lại phải win sớm rồi. À thôi, win sớm thì đừng ngủ sớm, chúc anh em của đêm ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp nha. Hẹn các bạn vào ngày mai, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,